Xin chào mọi người, tôi là Diễm Quỳnh đến từ Luật Sư X. Chắc hẳn là khi xem các vụ án hình sự hay là xem chương trình tòa tuyên án thì bạn đã nghe qua cụm từ là bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của hai bản án này cũng như là các hiệu lực của bản án. Vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về lời giải đáp cho câu hỏi này nhé. Và nếu như bạn có nhu cầu giải quyết các tranh chấp pháp lý để có thể bảo vệ được các quyền và lợi ích của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi với số điện thoại đang được hiển thị ngay trên màn hình. Vậy trước tiên thì bản án là gì? Bản án là một văn bản ghi nhận lại các quyết định của tòa án sau khi đã xét xử xong một vụ án. Bản án là việc đánh dấu sự kết thúc của cả một quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Chính vì vậy nên nội dung của nó thì phải bao hàm được các kết luận của vụ án cũng như là các ý kiến đánh giá của hội đồng xét xử. Và lúc này thẩm phán, người chủ tọa phiên tòa thì sẽ là người có nhiệm vụ ghi bản án. Vậy thì bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm là gì? Trước tiên thì là về bản án sơ thẩm. Hiểu một cách đơn giản thì phiên tòa sơ thẩm là một phiên tòa đầu tiên, là một giai đoạn độc lập của thủ tục tố tụng dân sự. Và phiên tòa sơ thẩm thì gồm có 4 giai đoạn. Đầu tiên là các thủ tục để bắt đầu phiên tòa, thứ hai là phần tranh tụng tại tòa, thứ ba là phần nghị án và cuối cùng là phần tuyên án. Vậy thì còn phiên tòa phúc thẩm là gì? Phúc thẩm là việc mà bản án sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Kháng cáo là một quyền quan trọng của đương sự cũng như là của các bên khác có liên quan được tòa án ghi nhận về sự đồng ý hay là không đồng ý đối với phán quyết của tòa án. Lúc này họ sẽ có quyền được yêu cầu các tòa án có thẩm quyền để xem xét lại vụ án. Vì vậy có thể hiểu đơn giản rằng phúc thẩm là một giai đoạn tiếp theo của sơ thẩm. Sau khi bản án sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị thì lúc này các bên có liên quan có thể yêu cầu tòa án mở phiên tòa phúc thẩm. Vậy thì còn về hiệu lực của bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì sao? Trước tiên là về bản án cấp sơ thẩm thì các bản án hay là các phần của bản án nếu không bị kháng cáo kháng nghị thì sẽ có hiệu lực sau khi thời hạn kháng cáo kháng nghị kết thúc. Trong đó thì thời hạn kháng cáo kháng nghị đối với tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, đối với tòa án cấp sơ thẩm của viện kiểm sát là 15 ngày, còn đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ khi tuyên án. Vì vậy thì sau 30 ngày kể từ khi tuyên án thì bản án cấp sơ thẩm nếu không bị kháng cáo sẽ có hiệu lực. Còn đối với bản án cấp phúc thẩm thì sẽ có hiệu lực ngay kể từ khi được tòa tuyên án. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã giúp các bạn có thể hiểu thêm về bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm cũng như là hiệu lực của hai bản án này. Cuối cùng cảm ơn bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật Sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.